Hiện nay độ bao phủ bảo hiểm y tế tại Việt Nam là hơn 80% dân số, đồng nghĩa với đó là vẫn có hơn 10 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, nếu như người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau, họ sẽ phải bị gánh nặng kép, vừa mất sức khỏe, vừa mất tiền khi không có thẻ bảo hiểm y tế chi trả hỗ trợ. Gặp tai nạn và được chẩn đoán là bị viêm màng não, em Nguyễn Cẩm Ly đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo tại địa phương lại không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình em đã phải vay lãi ngày gần 100 triệu đồng để có chi phí điều trị. Mọi năm đóng bảo hiểm hết cho cháu. Thế nhưng mà năm nay thì mẹ bảo nó thôi, năm nay cũng là hết cấp, mà nhà cũng hoàn cảnh không đóng cho cháu. Thế thì cháu cũng thi xong rồi. Đi chơi với bạn thôi thì vừa đi ra khỏi ngõ một cái thì bị ông hàng xóm ông tông vào. Do là cái gia đình chưa có bảo hiểm y tế cho nên là cái chi phí điều trị cho bệnh nhân là rất chi là tốn kém. Cái chi phí bệnh nhân điều trị can thiệp mạch và chi phí điều trị ở khoa nhi là tổng chi phí theo phơi là bệnh nhân hơn 100 triệu rồi. Từ giữa tháng 6, 50 bệnh viện trên cả nước đã chính thức điều chỉnh giá dịch vụ y tế áp dụng cho đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế. Với mức giá mới cho những người không có bảo hiểm y tế tăng từ 20% đến 40%, riêng giá khám bệnh tăng 4 lần, tức khoảng 39.000 đồng một lần khám. Điều này đã khiến cho những đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn. Như trước kia tôi nghe bảo hiểm y tế thì tôi chưa mua giờ, nhưng mà chỉ thấy nói là bảo hiểm y tế bị thuốc thì không đến tốn thì tôi không làm gì. Còn đến bây giờ nếu mà thuốc tăng 24% mà bảo hiểm y tế có hiệu quả mà thuốc cũng đúng như là theo như là bệnh nhân mà thuốc tốt thì tôi nên tham gia. Khi anh tham gia bảo hiểm y tế thì khi anh bị bệnh tật thì cơ quan bảo hiểm y tế sẽ trợ giúp cho anh ta rất nhiều, và đấy là cái lợi ích chính và đấy là cái nhân đạo đối với lại trong chăm sóc y tế. Cái việc đóng bảo hiểm toàn dân tôi cho là một cái chủ trương cực kỳ là đúng, vì là nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người mà không may mắc bệnh. Mà đặc biệt nữa tôi được biết là cái số mà trốn không đóng bảo hiểm nhiều lắm. Đấy. Thế thì như vậy là cái người mà không không có bảo hiểm ấy, đi khám bệnh mà người ta bị thu cao ấy, chắc chắn là người ta có phải ý thức để người ta đóng bảo hiểm. Chứ còn nếu chúng ta cứ tăng nhỏ giọt thế này thì tôi thấy chả giải quyết gì. Không chỉ ở Việt Nam mà tại các nước trên thế giới, thẻ bảo hiểm y tế rất được người dân tin tưởng với độ bao phủ dân số của nhiều quốc gia lên tới 100%. Đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới. Để làm được điều này, Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa và thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp. Là phải phấn đấu, tức là toàn bộ dân số đều có bảo hiểm. Sau khi thu được phí rồi phải tập trung cái nguồn lực và quản lý cái nguồn lực thật là hiệu quả. Và tiếp đến là phải quyết định xem là sử dụng nguồn lực đấy như thế nào, tập trung những nguồn lực đấy vào những cái dịch vụ gì mà mình nghĩ là cần nhất, mà nhiều người có lợi nhất, mang lại cái kết quả sức khỏe là lớn nhất. Đấy, cái thứ hai là phải xác định ra là chúng ta sẽ chi trả, cách chi trả cho bên bệnh viện hoặc là cho bác sĩ như thế nào để làm sao mà khuyến khích bệnh viện và bác sĩ là tiết kiệm. Trong tương lai, khi giá dịch vụ y tế được tính đúng, tính đủ, những đối tượng không tham gia thẻ bảo hiểm y tế sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí sẽ không dám tới bệnh viện để điều trị, khiến tình trạng bệnh tật càng nặng nề.